Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 714 487 ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 -580 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái và phần này là phần 3 thưa quý vị. À, trước khi mà vào bản tin thì Lê Thái hỏi Như Huyền chút xíu hay là hỏi quý vị chị Như Huyền à, có biết lý do tại sao mà cái cái, cái 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 quả đất của chúng ta cái trái đất của chúng ta nó có hình cầu không? Hình tròn. Hình cầu. Hình cầu hình tròn. Bây giờ nói lại nè. Hình tròn. là hình trái cầu, chế cầu là... Thì cũng là hình tròn, Sao hả? Thưa quý vị? <laughs> đó là một trong những cái thắc mắc của rất là nhiều người mà đôi khi cho đến ngày hôm nay chúng ta học vật lý rất là nhiều, chúng ta biết khoa học rất là nhiều, biết không gian rất là nhiều, chúng ta cứ nghĩ là trái đất hình tròn, trái đất nó không có hình tròn, nó không có tròn do giống như là tròn khủng khiếp giống như mà chúng ta nghĩ thưa quý vị nó có một cái độ nó có một cái, cái, cái đồ méo, méo, nó có một cái đồ méo, méo kỳ cục lắm mà không thể nào mà giải thích được. Và ngày hôm nay Lê Thái sẽ dùng những cái thông tin về khoa học từ NASA, những cái nhà khoa học, những cái người nghiên cứu về không gian về trái đất thì người ta sẽ nói cho chúng ta biết lý do tại sao mà trái đất người ta không nói đó là hình tròn mà nó người ta nói là trái đất nó hình cầu. À, mà nó không phải là nó tròn do nha quý vị nó tròn mà có nó có hơi nó hơi nó thung về phía phía dẹp, dẹp chút xíu là lý do có nhiều lý do hay lắm thưa quý vị à, theo tất cả các hành tinh mà chúng ta biết đó thì nó có xu hướng hình tròn do lực hấp dẫn hành tinh hình thành do những cái khối vật chất nó va chạm vào nhau mà theo thời gian và nó thành những cái cụm rất là lớn và khi mà những cái khối lượng đó, nó tăng lên theo cái lực kéo của lực hấp dẫn đó, thì những cái hành tinh mới nó cũng sẽ tăng theo và tác động tới nhiều vật chất hơn à, cái lực kéo hay là chúng ta gọi là cái lực hấp dẫn thưa quý vị của một vật nó sẽ luôn hướng về tâm của cái khối khối này và vật thể mà càng to thì khối lượng của nó càng lớn và lực kéo hấp dẫn của nó ngày càng mạnh hơn do đó lý do giải thích vì sao những cái lực hấp dẫn này những cái lực mà kéo này thưa quý vị nó vô cùng uh, vô cùng mạnh để mà nó có thể tạo ra cái lực kéo hấp dẫn vượt qua cái độ bền của vật chất hình thành để mà nó có thể nó bóp méo cái trái đất của chúng ta lại nó không làm cho trái đất chúng ta tròn lý do sao thưa quý vị nhiều cái thiên thể và hành tinh nhỏ nó có hình dạng kém đồng nhất ví dụ như là sao chổi 67P nó trông giống như là một cái con vịt cao su vậy giống như là quý vị mà nào mà lên trên cái 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 Google để quý vị có thể search cái sao chổi mà có mang cái số hiệu là 67P á, y chang hình một cái con vịt cao su rất là thú vị và cái lực hấp dẫn nó cũng không đủ mạnh để mà kéo trái đất thành hình cầu hoàn hảo giống như chúng ta tưởng tượng như là chị Như Huyền nghĩ là nó tròn do tròn trịa giống như trái banh <laughs> Chị đâu có nói nó tròn trịa đâu đúng anh. rồi, thái nó thêm nó bớt Nó thêm dữ Chời ơi, Chị chứ nó nó tròn, chứ giờ có nói nó nó tròn do đâu <laughs> à, thưa quý vị, đây là một trong những cái lực mà duy nhất nó tác động tới hình dáng của hành tinh Năm 1671, á, một cái nhà thiên văn học, ông tên là Jean Richter Từ Paris, Pháp tới cây ở Guyana ở Nam Mỹ Ông mang theo một cái chiếc đồng hồ quả lắc ở bên mình và khi đó trong chiếc đồng hồ nó chạy chính xác ở Paris Nhưng mà ông lại thấy là nó chạy chậm lại và lệch 2.5 phút mỗi ngày Ông không hiểu lý do tại sao khi mà ông qua Canada Thì từ Brazil ông qua Canada ông lại thấy là cái thời gian nó lại nó khác nữa ừ. Rồi khi ông nhảy lên Thì khi mình, mình nhảy lên mình cứ tưởng là ồ oh, một cái bước mình nhảy như vậy cái bước cái chiều nhảy cái cái chiều nhảy mình vậy là cái tốc độ hay là cái chiều cao nó y chang nhau nhưng thưa quý vị mỗi nơi mỗi quốc gia chúng ta nhảy lên cái độ cao đó hoàn toàn hoàn toàn khác nhau và nó chênh lệch cái múi giờ cũng hoàn toàn khác nhau và khi mà chúng ta rơi xuống ở hai nơi nó cũng hoàn toàn không giống nhau chứng minh đó nó làm cho chúng ta biết rằng là khi mà trái đất của chúng ta nó giống như một cái đồng hồ quả lắc như vậy khi mà cái nó cái chỗ mà nó phình ra ở xích đạo đó, thì nó sẽ làm cho trái đất chúng ta phình ra do cái lực ly tâm khi mà nó quay vòng 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 như vậy đó thì tự nhiên là cái chỗ mà nó quay vòng vòng nó sẽ bị phình ra và đó là chứng minh lý do tại sao mà cái chỗ phình ra chúng ta càng dễ nhận thấy hơn và trái đất không hề tròn do như chúng ta nghĩ. Nó là chỉ tròn thôi giống như chị Như Huyền lắm tròn sơ sơ thôi, hoặc chúng ta gọi <laughs> là hình cầu, tròn lồi lõm, tròn lồi lõm chứ không phải là tròn do nha quý vị. Mà đây là một thông tin lấy thú, thú vị mà gửi đến quý vị. Nhiều yeah. người chúng ta cứ nghĩ là nó tròn do. đúng rồi. Đúng. Lúc mình cũng nghĩ mình không để ý, mình cứ bây giờ những cái, cái hình cái trái đất giả mà chúng ta xem ở trong những cái khu bảo tàng hoặc là ở chúng ta mua ở trong những cái chợ này à, nó, nó, nó làm là, tròn vo nó làm tròn do nhưng mà thực sự nó không tròn như vậy. Đúng bây rồi. giờ nó không làm tròn do sao nó quay được? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nó phải đúng có tròn do thì mới quay được. Còn không tròn do nó đứng chỗ. Cảm ơn thái thưa quý vị, nói về cái bản tin ngày hôm nay sẽ đưa đến cho quý vị không nhận cho những người sống ở Paris mà cho những khách du lịch đi tới Paris nữa thì Paris Metro là một cái hệ thống đường sắt được xây dựng vào năm 1900 và mỗi ngày nó chở gần tới 4 triệu hành khách mỗi ngày thì hiện tại đang vật lộn để đối phó với nhu cầu đi lại hiện đại và cơ sở vật chất rất là cũ kỹ, cơ sở hạ tầng ọp ẹp dân số ngày càng tăng của thành phố Paris và gần tới đây là Thế vận hội năm 2024 nữa. Thì đối với những người ở Paris, đặc biệt là những người sống và làm việc xung quanh vùng ngoại ô, họ ít có điều kiện hơn, họ đi rất là khó khăn và rất là mệt mỏi. Nhưng có một tin vui đó là sự thay đổi đang đến trên quy mô lớn. Tàu điện ngầm Paris đang sắp được nâng cấp từ trong sắp tới đây được gọi là Grand Paris Express, một hệ thống 200 km, có nghĩa là 120 dặm để bổ sung bốn cái tuyến đường là 68 trạm vào cái mạng lưới của hệ thống uh, đường sắt của Paris và những cái đường này những cái đường này sẽ đi qua những cái vùng ngoại ô và ít đi qua những cái thành phố của Paris hơn để mọi người có thể đi nhanh hơn, nó gọi là xe lửa không người lái nhưng điều đó không ngăn cản thành phố Paris vào cuối tháng nay thì nó sẽ thêm những cái tuyến đường như là 15, 16, 17, 18, 11 và 14 hiện có thì cái cái phương pháp này cái project này họ đã tính toán rất lâu năm rồi nhưng vì lý do là covid rồi bị uh, lũ lụt ở những cái khu vực đó thành gì cái chương trình nó bị dừng lại tuy nhiên cái dự án này người ta tự hỏi rằng có kịp cho năm 2024 cho Thế vận hội Olympic sắp tới mà không thì cái câu hỏi này uh, chính phủ của Paris đã trả lời họ có thể ép thêm một like uh, là cho những cái xe lửa không người lái còn the rest còn những còn lại là tới cuối năm cuối năm 2025 thì sẽ được hoàn thành thì vì vậy vào tháng 8 trước Thế vận hội là cái tuyến đường 14 sẽ được uh, uh, hoàn thành xong. Trong cái thời gian đó để mà đưa đón những cái người mà đi xem Thế vận hội từ sân bay cho tới Thế vận hội Olympic. Thì đây là một trong những cái tin rất là vui cho người dân Paris và cũng như cho khách du lịch của chúng ta. Ờ, thưa quý vị, khi mà chúng ta sử dụng nước ở trong nhà chúng ta, cái đường nước chúng ta, cái đường nước rất là quan trọng. Ờ, ở Hoa Kỳ chúng ta, cái nước mà chúng ta sử dụng để mà rửa chén, rửa này nọ, tắm giặt này nọ, tất cả một cái đó là hoàn toàn là chúng ta cũng ít khi nào mà chúng ta sử dụng để uống hoàn toàn là không có sự khi ừ. mà chúng ta sử dụng để uống thì chúng ta phải qua một cái bộ lọc xử lý yeah. hoặc là chúng ta phải recycle nó lại thì cái nước đó mới nó uống được tại vì nó phải tẩy nó phải lọc qua rất là nhiều cái thành phần trong đó để mà có một cái nước nó tốt hơn cho tôi tinh khiết thì không có tinh khiết nha nó tốt hơn thôi nhưng mà một số người chúng ta một số ở bên Việt Nam khi mà qua đây thưa quý vị tự nhiên mấy cái mấy cái ông đàn ông hoặc là những cái cô phụ nữ đó tự nhiên tắm rồi tự nhiên thấy đầu mình bị hói hết trơn rồi tự nhiên tóc nó rụng quá chừng đồ uống nước nó cũng thấy không có ngon. Oh yeah. nữa. Là lý do là do nước ở bên Hoa Kỳ chúng ta hầu như là 50% là recycle rồi. Thành ra là khi mà chúng tắm nó cũng có chất chemical nó làm ảnh hưởng đến cái da đầu. Quý vị tưởng tượng nếu như mà chúng ta xài một cái đường nước ở trong gia đình 6 tháng trời. Chúng ta phát hiện ra là cái nước đó chúng ta không phải là chúng ta xài nước của nhà nước, xài nước của chính phủ mà nước đó nó từ cái đường xã bồn cầu nó <laughs> đi xuống suốt 6 tháng oh my ăn, God. uống, tắm, giặt, nấu nướng bằng wow. cái nước đó. Thưa quý vị như thế nào? Đây là một cái câu chuyện có thật ở Trung Quốc trong mấy ngày vừa qua nó rần rần ở trên mạng xã hội của Trung Quốc thưa quý vị. À, cái người đàn ông này thưa quý vị đã ở đã mướn cái nhà vào tháng 5 vừa rồi. Thì hai vợ chồng cái người này vào trong cái căn hộ này để mà thuê ở trong ở Bắc Kinh và trong thời gian mà sống tại đây thì cái anh này anh tên là Tan anh này bắt đầu bị rụng tóc và nổi mụn và trong khi cái bạn gái của anh cái người vợ của anh thưa quý vị đã bị ho và cảm thấy khó chịu ở ngực thì hai vợ chồng này cảm giác rất là khó chịu khi mà tại sao mà mà tự nhiên là có những cái cái, cái, cái thay đổi như vậy trong cái sức khỏe sau 6 tháng thì anh anh Than này mới phát hiện ra là mình chưa cái trả một cái đồng hóa đơn tiền điện nước nào tiền nước nào nó không có gửi về lý do nào đó mà không bị cắt nước cũng không bị cắt rồi khi mà anh kiểm tra cái đồng hồ nước máy á, thì anh lại bối rối về cái chỉ số nước máy nó không tăng cho dù âm ở mở hai ba cái giọt nước ở trong nhà trong khi đó thì con số trên đồng hồ màu xám nó lại tăng rõ rệt cái đồng hồ màu xám của Trung Quốc đó, đó là một cái đồng hồ nó chỉ về cái 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 lượng mà nước mà nó sử dụng từ nước giếng nó bơm xuống và cả hai đã quyết định cho gợi gọi một cái người thợ đến sửa ống nước đến kiểm tra và cái người thợ này vô cùng sửng sốt thưa quý vị khi tìm thấy một cái đường ống phụ và cái đường ống này đó nó nối vào cái đường ống nước xả nhà vệ sinh với cái đường ống nước máy của căn hộ của anh đang ở và ông anh ta này hai cái anh vợ chồng anh đó, mới choáng váng tiếp tục khi nhận ra là cái đường nước sinh hoạt hàng ngày của anh đã bị ngắt và anh sử dụng hoàn toàn 100% trong cái nguồn nước này để mà tắm rửa, nấu ăn, thậm chí là uống trong vòng 6 tháng qua là nguồn nước nó từ trong cái đường bồn cầu mà nó đi ra, trong nước xã bồn cầu. Và anh nói, anh thuê cái căn hộ này 10.000 nhân dân tệ thưa quý vị, một tháng. Và theo công ty này thì nhiều khi do chủ nhà người ta tiết kiệm tiền, tiền người ta nối từ cái đường ống mà đường giếng lên mà vô tình sao mà ngắt nó từ cái đường nó lại đi qua từ cái đường mà nước thải của bồn cầu nó truyền sang từ trên nó truyền xuống dưới cho các, các căn, hộ của anh sử dụng và thường là ở Trung Quốc người ta nói rằng tháng 3 vừa qua thì người ta cũng nói là những cái đường nước giếng á nó có được đã qua vấn đề kiểm tra rồi nhưng mà những nhà về mà mà mà, y tế người ta nói là chỉ được sử dụng để mà tưới cây hoặc là chúng ta xả bồn cầu thôi không được sử dụng nhưng anh này anh đã uống cái nước này trong vòng 6 tháng và cũng có một sự việc tương tự xảy ra khi mà một cái bệnh viện ở trường đại học Osaka ở Suita Nhật Bản thú vị đã phát hiện ra một cái bệnh nhân của họ đã uống một cái nước dội toilet trong suốt gần 30 năm mà cái cặp gia đình này người ta không hề biết và đến 120 cái vòi nước uống như vậy đã bị kết nối nhầm trong nước Nhật 30 năm vừa qua đã bị phát phát hiện ra trong năm 2021 đây là những cái thông tin vô cùng khủng khiếp luôn người ta không smell được hay sao nó không em có không taste thấy nữa. thấy không biết rồi, không biết thôi muốn chị thấy nó sẽ chị như hiền mà chị giỏi á chị có có tính giác vị giác là giỏi chị thử chứ chứ gì gì khi hai vợ chồng này bị mất vị giác <laughs> oh my goodness dạ <laughs> vâng à, cảm ơn quý vị và quý vị giúp hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bỏ trợ trở đây.